Chào các bạn đến với khu vườn hoa hồng của nhà mình. Hôm nay thì một giống hoa mình muốn giới thiệu với các bạn đấy là một giống hoa bụi mini. Tên của nó là Almustin. Đây mình sẽ cho các bạn xem tác của nó. Maki. Oh, Maki. Đây là một giống bụi dáng thấp và hoa thuộc dạng dòng hoa mini, hoa nhỏ. Nó có một màu tím của rượu vang. Cho các bạn xem nó một màu tím nhạt nhạt, tím rượu vang ấy. Nó nhỏ xíu này. Đường kính nó có chỉ tầm khoảng 2 cm thôi, bông rất là nhỏ. Cái độ sai hoa của nó thì bạn nhìn cũng thấy rồi đúng không? Nó rất là sai hoa. Hoa của nó có thể nở theo chùm như này. Ôi, cái này đang bị sâu rồi. Dị chưa? Sâu chui rồi. Có một cái nụ hoa mà nó nguyên hai con sâu trời. Để mình xem là nó là mấy con sâu đây. Phát hiện con nhện rất là sợi ơi. Để mình xem đây cỡ bao nhiêu con sâu ra nhé. Ôi sợi ơi. Có cái bông hoa tí xíu mà một con sâu. Mình cứ nghĩ là hai con. Mà nó ăn mất cái nụ hoa này của mình. Con nhẹ trắng đấy. Đây cây của nó có xíu xíu này. Xinh nhờ. Mình chưa có cắt hoa tàn đi nên này. Cây này thì nó được ghép trên một gốc tầm xuân. Thực ra là trước thì nó sẽ được tạo thành dáng chi thì rất là xinh. Còn tội thân là nó về với mình thì nó được tự do sinh sôi và phát triển. Nó không có hẳn là một dáng gì hết ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Nếu các bạn thích thì có thể search cái tên tag cây đây. Mình sẽ ghi tên cây phía dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và lúc nào cũng tươi như hoa.